khá khó chịu. Jimmy đã thể hiện rất tốt với con bài. Khán giả yên tâm không phá anh em. Jimmy đã thể hiện rất tốt với con bài cắt Fendi ở trận trước. Lời trận này anh ta có tiếp tục DAD. Anh ta đang rất phân vân, anh ta rất ba phải, anh ta long qua long quang hết lên này đến lên khác. Cuối cùng anh ta vẫn chưa chốt con bài nào cả. Có vẻ như anh ta đang muốn hách não tìm bạn. Trần Ngọc Thanh Trúc, vô khán giả mất tông rồi nản. Mọi người đừng cứ phái nha. Anh ta đang rất ba phải và bây giờ anh ta đang quyết định chuyển qua Dimit với con bài Direct. Và đánh vậy. Bộ đôi Grack và Van Heel. Nguyễn Nhật Phường, Đức Động được đánh bỏ rồi. Đâu Đức Động được đâu? Đức Động được nào? Em đăng ký làm bình luận viên giải được đấy. Hay bình luận viên giải nữa. Bỏ ôm lót là Đức Động được à? Đức Động được là ai trời? Còn bài Chrissy Van Heel thôi không phá đâu cây cây. Tôi nghĩ là trận này nếu mà team của năm chú báo pick con bài Natalia thì sẽ hay hơn. Chris nhắc là Đức Dũng được OSK. Minh Quân người pick tiếp à, người cấm tiếp theo sẽ là Minh Quân. Cấm đúng không đó? Dạ ờ, đúng rồi, cấm chứ nhở. Chị ơi kích máy bạn choi rồi cho em vô choi với. Trời ơi ai biết em đâu mà kích. Pick trước xong rồi cấm sau nhở. Mình bị quên mất lâu lắm rồi, mình chả đấu giải từ cái mùa từ năm ngoái, cái lúc mà đánh giải của Facebook Gaming là mình không đánh giải lại nữa. Từ đấy team của mình đánh thua sấp mặt luôn. Điều của mình kết hợp với nhau không ăn ý. Chào bà già Bích Ngọc. Đâu có độc nhá. Cấm Kahi. Cũng đúng rồi, con bài Kahi là con bài rất khó chịu. Trận này One Shot quyết định cấm cái gì đang ghi đu khi mà team bên thì bạn vẫn chưa pick support. Ngày đến mấy giờ vậy chị? Thì á, đi lai tiếng nữa em, tiếng nữa. Mấy cái đánh giải hôi sự tem đấy cay ấy. Tim của bạn. Ôi, mình mất giọng đến nơi rồi mọi người ạ. Mép vừa hát vừa bình luận liên tục. Mất giọng đến nơi rồi. Tình hình là trận này Ngọc sẽ không bình luận được gì nhiều nhá anh em nhá. Cứ to thôi. Mình có vẻ mình sẽ không nói được nữa mọi người, tại vì mình đang đau họng. Mình phải giữ giọng. Chứ không ngày mai là mình không like được cho anh em xem nữa. Hoàng Long, An còn đây không làm trận cuối bo ba thêm trước bên nào cây cây. Một tiếng cuối có thể là mình sẽ chơi. Ủa sao tự nhiên mất tiếng vậy? Một tiếng cuối có thể là mình sẽ chơi nhé mọi người nhé. Tí thì nghiền, biết ngủ không? Cũng muốn đi ngủ lắm nhưng mà cuộc sống này nó không cho phép đi ngủ bạn ạ. Đớn đau luôn. Không được chơi chán quá. Ôi mọi người yên tâm, tí nữa nốt trận này là mình sẽ ra mình chơi game với mọi người nhé. Mình chơi thường thôi tại vì mạng của mình hôm nay nó tật. Không được chơi chán quá. Ôi, và chậm thì biết sao giờ, mình cũng muốn cho tất cả anh em cùng chơi chứ, nhưng mà bây giờ chẳng nhẽ mình lấy kích người trước cho người sau như thế nó hơi thiên vị. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng. Sĩ Nguyễn, mạng khỏe đánh cũng giống mạng kém mà. Vãi cái trường cay thế.
Trận này không bình luận nhé anh em, trận này mình mệt quá.